trường trung học phổ thông Cửa Đông Quan Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ông bà đại diện cho các đoàn thể tổ chức trong huyện. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng vào trường trung học phổ thông Cửa Đông. Tôi xin trân trọng giới thiệu các ông bà là lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã và thị trấn. Nhà trường một sắc thái mới và từ đây tập thể sư phạm nhà trường đã hạ quyết tâm hướng tới một chặng đường mới, chặng đường xây dựng trường trung học phổ thông Cửa Đông Nam trở thành trường đạt chuẩn quốc gia. Phát huy những kết quả đạt được từ những năm học trước, được sự ủng hộ và động viên của huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Cửa Đông Nam cùng các cấp và các ngành và ban đại diện cha mẹ học sinh, từ những năm 2004 trường trung học phổ thông Cửa Đông Nam đã đề ra những mục tiêu để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Quyết định cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2011. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 căn cứ quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 527 TTR Sở Giáo dục Đào tạo ngày 16 tháng 12 năm 2011 quyết định điều 1 cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2011 cho trường trung học phổ thông Karamana, huyện Karamana. Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các em học sinh trường trung học phổ thông Crom Na thân mến, hôm nay thay mặt cho Sở Giáo dục và Đào tạo, tôi rất vui mừng và phấn khởi dự lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia của trường trung học phổ thông Crom Na. Tại buổi lễ long trọng này, lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy, cô giáo cùng tất cả các em học sinh lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Ngày xưa bé mới đến trường, mẹ đưa đến lớp nước mắt như mưa. Dần quên bản thân của mến, ôi ngôi trường cũ có lắm ước mơ. Để em yêu sao cuộc sống, tuổi thơ học trò.
cô giáo cùng các cháu học sinh thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi đến dự lễ đón nhận bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia và sơ kết học kỳ 1 năm học 2011-2012 của trường trung học phổ thông Cửa Đông An Nam. Thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, hôm nay tôi rất là vinh dự được đại diện cho nhiều thầy cô trong trường là cựu học sinh của trường, được bày tỏ cảm tưởng những ngày lễ đón nhận bằng trường chuẩn quốc gia. Lời đầu tiên cho phép tôi được chúc mừng khôn khôi để em thêm yêu cuộc sống, tuổi thơ học trò cùng qua muôn nhé. Tình yêu trong em khó quên, mỗi khi hè sang là trăng kỷ niệm. Đêm là thu rơi ngập đường, trong ánh mắt có bao nhiêu điều gửi theo chiếc lá bóng sang học trò là trang sách thơ sẽ mang đủ đường lớp bạn bè. Và quan trọng hơn hết là mỗi bạn đã hình thành được một ý thức, một mục tiêu đúng đắn trong học tập. Điều chúng em cảm nhận rõ nhất trong học kỳ 1 vừa qua có lẽ là sự thăng hoa trong nền nếp, kỷ cương nhà trường cũng như phong trào, chất lượng học tập đã tăng lên rõ rệt. Số lượng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh cũng tăng lên. Phong Cà Đông Anna, số 5 trên 2012, trên quy đề THBT. Cà Đông Anna ngày 11 tháng 1 năm 2012, ban hành kèm theo thông tư số 12 trên hình nghịch 2011 trên TT BCDT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày xưa ngây thơ, một khi ta rời xa trường mến yêu, không bao giờ quên lời thầy cô luôn luôn theo ta mãi mãi. Đến bây giờ trong tim vẫn nhớ bài giảng xưa ấm êm cuộc đời, làm hành trang để cho ước mơ bay xa thật xa. Cũng nuôi dưỡng nên người ngàn năm khó quên, đi nhớ suốt đời. Ngày mai dù có bôn ba, dù có cách xa, luôn luôn nhớ ơn thầy cô. Cành phương vĩ đã thâm sân trường rêu phủ xanh, ngồi nơi đây nhớ những kỷ niệm xưa trở về thời áo trắng ngày xưa ngây thơ. Một khi ta rời xa trường mến yêu, không bao giờ quên lời thầy cô luôn luôn theo ta mãi mãi. Đến bây giờ trong tim vẫn nhớ bài giảng xưa ấm êm cuộc đời, làm hành trang để cho ước mơ bay xa thật xa. Cũng nuôi dưỡng nên người ngàn năm khó quên, đi nhớ suốt đời. Ngày mai dù có bôn ba, dù có cách xa, luôn luôn nhớ ơn thầy cô. Cũng nuôi dưỡng nên người ngàn năm khó quên, đi nhớ suốt đời. Ngày mai dù có bôn ba, dù có cách xa, luôn luôn nhớ ơn thầy cô.